có mụn thì dài nặng chứ có gì đâu không thích. Dạ tại vì tính em thích đi ăn đi uống đi ăn ngon như vậy hả, em thích là bạn đối diện với em làm sao cho em cảm giác ăn ngon miệng. Có mụn thấy mụn không ngon miệng hả? Mụn như bắt nó tiêu vậy em. Tự nhiên không thích có mụn là sao? Em giới thiệu tên nghề nghiệp. Dạ chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên đó. Em tên là Hoàng Ngọc, năm nay em 23 tuổi. Hiện em đang là nhân viên thẩm định tại công ty tài chính Home Credit Việt Nam. Ban đầu em là nhân viên chăm sóc khách hàng, xong em mới vừa được chuyển qua bộ phận thẩm định bên công ty bên đây ạ. Quê em thì ở Tây Ninh nhưng mà em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia là thẩm định, em làm nghề gì? Em tên là Võ Đức Lợi, năm nay em 28 tuổi. Em hiện giờ là kỹ sư IT của một công ty Nhật. Quê ở đâu? Dạ quê em ở Sóc Trăng. Em lên thành phố Hồ Chí Minh được lâu chưa? Hồi đó lúc em học đại học thì em học ở Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp em có đi tu nghiệp ở Nhật 3 năm. Sau em sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng được 1 năm rưỡi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Tính ra thì em chỉ có được một mối tình. Mà quen nhau thì chỉ được hơn có 1 tháng thôi. Rồi 1 tháng rồi có kịp nắm tay nắm chân gì chưa? Chắc là kịp nắm tay thôi. Hôn chưa? Dạ chưa. Trời ơi tiếc quá. Cũng mang tiếng có một mối tình mà chưa được hôn. Trời ơi. Vậy em giới thiệu về bản thân mình nè, những cái điểm mạnh điểm yếu của em. Thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh. Đúng rồi, chăm sóc khách hàng mà. Em không có biết cách che giấu cảm xúc của mình đó chị. Chỉ cần nhìn gương mặt em, nhìn biểu cảm của em. Vậy cũng tốt chứ che làm gì em, đâu cần đậy chi, mở ra đi. Khi mà đi chơi với bạn bè á chị, nhiều lúc là có ai đó trong nhóm làm cho mình buồn á chị, em thì không có giấu được cái cảm xúc của mình, làm ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người. Bạn trai thấy sao? Đuổi bạn gái về hả? Dạ, em sẽ đưa bạn về. Rồi nói chơi mà làm việc luôn trời ơi, chứ nói chơi mà. Một khi đã không vui rồi đó chị thì mà mình ở lại mình cũng không có được vui. Ủa rồi đưa bạn gái về rồi có quay lại không? Chắc em xin phép em về chung với bạn gái em. Vậy rồi được. Có lần sau thì hai cái gì đó thì em sẽ nói chuyện với mấy bạn của em. Nhưng bạn mà... có khuyết điểm gì và ưu điểm gì? Hay quên, hay đi lạc đường. Trời ơi. Lúc mà em giận á em hay im lặng. Một là em phải bỏ đi chỗ khác. Cái này tốt mà, này ưu điểm mà giận bỏ đi đâu, được rồi. Phụ nữ ghét vậy lắm. Ví dụ như hai người giận nhau em muốn xử lý sao? Khi em giận á thì thường em hay im lặng lắm chị. Em không có muốn nói ra những cái lời của mình trong lúc giận hờn. Nhưng mà em hy vọng cái bạn nam lúc mà em giận á đừng có bỏ mặc em. Tức là bạn ấy hay cái chọc cười em đi. Nhưng bạn ấy đòi bỏ đi rồi kìa. Em nghĩ là sau khoảng thời gian chở một ngày sau đó hay là tối đó hay là một cái gì đó khi mà mình đã ta nói giận quá nóng quá mất khôn cái này là được. Em sẽ tìm một người yêu thế nào để có thể phù hợp để mà tiến tới sang nữa. Mình phải gần nhau để mình tìm hiểu nhau. Gần thì dễ mà giờ ở chung gần gì đâu. Dạ thử được không? Dạ được. Gì? Đối với em là người con trai thì em cũng thích điều đó mà. Nhưng mà em tự suy nghĩ thì nó cũng không tốt cho người phụ nữ. Thích cũng thành lắm. Thích nhưng mà biết rồi. Thôi vậy được rồi, em có chịu sống thử, em nghĩ sao? Tìm hiểu, đi chơi với nhau, tiếp xúc nhau. Một phần nào đó cũng sẽ hiểu nhau, tính nhau nhiều rồi. Nên là không nhất thiết là phải sống thử. Tại vì em cũng quan niệm là như vậy cũng rất là thiệt thòi cho con gái tụi em. Sau khi kết thúc một mối quan hệ, dù ai đúng ai sai không cần biết, bao giờ phụ nữ cũng thiệt thòi hơn cả. Cho nên quý vị phải yêu thương phụ nữ nha. Cho một tràng pháo tay cho phụ nữ. Nói vậy thì cũng công bằng, nhưng mà anh thấy rằng cũng có một vài người sau khi sống thử nhau chia tay là bạn trai cũng gọi là thiệt thòi hơn nhiều bạn nữ. Thiệt thòi gì đâu, nói nghe thử rồi thiệt thòi thiệt sao? Thiệt thòi hơn á. Thành ra đừng bây giờ mình nói giờ cái gì cũng phụ nữ thiệt thòi hết. Vậy cũng không công bằng với phụ nam đúng không em? Rồi thôi cho một tràng pháo tay cho phụ nam. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ vô lại đề. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ khi chúng ta sống thử với nhau. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao hơn em, khoảng 1m65 trở lên là được. Rồi. Em thích bạn trai vừa người. Em quan trọng về tính cách hơn. Bạn ấy là một người chín chắn, trong đó thì pha lẫn một chút hài hước. Một người tâm lý, biết xử sự với mọi người khác. Em thích bạn trai có mùi nước hoa nặng nồng quá. Không thích nước hoa? Dạ đúng rồi. Em có xài nước hoa không? Dạ không. Bạn này thích mùi cơ thể. Không lo. Có những dịp quan trọng như là gì đó em mới xài. Em có đọc một cuốn sách đó là khi mà mình sử dụng nước hoa không phải là mình thể hiện bản cách gì mình, nhưng mà mình đó là mình tôn trọng phía đối diện. Nên em mới xài. Bạn bên đây hơi tâm lý đó, hơi chín chắn luôn đó. Thôi bên đây ngon, đàn trai ngon lắm mà. Đùa. Cao nhiêu? Chiều cao của em nó không ổn định lắm chị. Chiều cao mà không ổn định, cân nặng không ổn định chứ chị. Chiều cao mà không ổn định là sao ông? Dạ hồi đó em đi học ở Cần Thơ, em đi khám sức khỏe, đo em là 1m65. Trước khi em đi Nhật á thì em có khám sức khỏe lại một lần nữa. Rồi người ta đo em 1m64.
Vậy là sau bốn chắc ăn rồi. Bây giờ đi rồi cái qua bên Nhật á, khám sức khỏe định kỳ hàng năm á, người ta đo em có 1m63. Bữa hộp em mới đi khám thì lại quay lại 1m64. Giờ đo lại chắc 1m62 quá. Tôi hỏi cân nặng thật ra thấy cũng dí dỏm hài hước. Cô này cô thích người vui vẻ. Quan trọng nè. Dạ. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc 2-3 năm nữa. Được rồi. 2-3 năm nữa rồi em chờ được không? Em muốn bao lâu nữa kết hôn? Dạ em nghĩ thì em cũng còn trẻ. Em cũng dự định khoảng 2-3 năm nữa em mới kết hôn. Lúc đó thì em mới cảm thấy là mình chín chắn và có thể tự lo cho gia đình nhỏ của mình được. Dạ cho chú em nha. Chú Huyền lên. Ý là tụi già ăn cát tường nhiều đúng không? Nó chơi vui thôi. Bạn bên đây rất là dễ thương. Dạ. Người rất là thật tính. Mặc dù bạn đi nước ngoài 3 năm như thấy là cái chất gọi là miền Tây nó rất là rõ rệt. Sóc Trăng đó. Làm dâu ở Sóc Trăng được không? Em cũng không biết nữa. Tại vì trước giờ thì cũng chưa có thử bao giờ. Chưa có thử hả? Thử rồi ngồi đây chi? Trời ơi, chuyện này đâu có thử được. Bây giờ thí dụ bạn trai nó thôi giờ về làm dâu Sóc Trăng đi. Dạ không sao, em có đặt nặng bên đây làm dâu ạ. Em không thích gì nhất ở người đàn ông? Tính toán keo kiệt quá. Con trai ở dơ, tức là người phải sạch sẽ nhìn. Con này có hơi dơ không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ không. Thôi hai thứ đó không có gì hết. Còn gì nữa không? Em không thích con trai mà hói heo khô hay có mụn. Nặng như không có. Dạ. Có hói. Cũng hơi hơi hói rồi. Trời ơi sao cái này căng quá vậy? Ủa người ta có mụn thì về nặng chứ có gì đâu không thích. Dạ tại vì tính em thích đi ăn, đi uống, đi ăn ngon đi đó. Em thích là bạn đối diện với em là sao cho em cảm giác ăn ngon miệng. Có mụn. Ủa thấy mụn không ngon miệng hả? Mụn như rắc hủ tiêu vậy em. Tự nhiên không thích có mụn là sao? Dạ. Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em có đi với sếp của em với bạn làm cùng công ty. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Sếp trẻ đẹp dữ ta. Em quen bạn bè, bạn trai, bạn gái gì em có thích người nào có mụn không? Dạ, với cái cạnh em là một phái đẹp thì em suy nghĩ rằng là một người bạn trai thuyết phục bạn gái không chỉ là ngoại hình thôi, nó còn mang ở tính cách, ở lời nói và thái độ nữa. Nếu như bạn nữ ngồi trên này có thể nhìn thấy anh Lợi thì có lẽ là bạn ấy có thể thay đổi suy nghĩ dù cho anh ấy có mụn hay không có. Mụn không phải là vấn đề trong tình yêu. Em cảm giác bạn gái thế nào? Chưa xét về lời nói của bạn ấy thì với một sự tương đồng rằng là với bộ trang phục của hai bạn ngày hôm nay thì em thấy là có sự tông sực tông. Em cảm nhận ở lời nói của bạn nữ có một sự chân thành và tình cảm. Bạn nữ rất là dễ thương, đặc biệt là một người mang cái tính cách mà em nghĩ rằng là với một người con trai hiện tại chắc chắn sẽ lựa chọn và sẽ không để bỏ lỡ cơ hội để hẹn hò với một bạn gái như thế. Rồi, cảm ơn. Hay quá. Em có đi dài không? Em đi với em họ và những người bạn thân của em ạ. Con chào chú Quang Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi, hai người bạn với nhau rồi. Xin lỗi mình nặng mụn chút nha. Em thấy như cái chú ngồi kế chú Quang Linh bển sao? Anh rất là chín chắn, ngoại hình thì cũng tương xứng với bạn Ngọc. Với lại cái vấn đề mụn á, ý của bạn Ngọc là mụn nhiều á chứ không phải là một xíu. Mụn bọc á phải không? Nghĩ là nếu như hai bạn đồng ý với nhau, tụi em cũng ủng hộ cho bạn. Cảm ơn em. Bây giờ hai bạn trẻ sẽ gặp mặt. Có 2 phút nha cưng. Kéo màn. Họp á, bạn trai bên đây cũng dễ thương, bạn gái cũng dễ thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò. Cùng hai MC cười khà 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Tặng đi em. Lần gặp đầu tiên thì anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nói chuyện nghe rần rủi. Tâm thiệt tâm ha. Anh có biết nhậu không? Không có được giỏi. Con trai miền Tây muốn biết nhậu. Không nhậu là tốt chứ sao? Em muốn có người có nhậu hả? Dạ đúng rồi, tại vì em nhậu không được nên em hy vọng khi mà đi chơi với bạn bè có người là gánh thay em. Vậy chắc để anh cố gắng. Đừng vì sắc đẹp mà mê muội đi nhậu như cưng. Cái chuyện này bỏ qua, không có cố gắng. Sau này mà hai đứa có tiến tới xa hơn á thì anh sẽ ở trên Sài Gòn hay là về quê? Anh thì có dự định là anh sẽ làm việc ở Sài Gòn, làm tới khi nào mà mình cảm thấy mình không còn làm việc thì anh mới ý định là phải mình về quê mình sống. Anh thì anh thích ăn bánh ở nhà mẹ nấu nên anh có một ý tưởng là anh muốn mở một cái tiệm bánh gì đó. Bánh gì? Bè bánh củ cải.
Làm bằng củ cải ha. Dạ. Hùng vốn mở tiệm bánh được á. Em thì cũng có một ý định là sau này em sẽ mở một cái shop bán những cái đồ phụ kiện của nữ như gấu bông chẳng hạn. Thì cơ mở chung mặt bằng một bên bán bách, một bên bán quần áo, phụ kiện. Dạ. Nói chung mỗi người có một hướng lập nghiệp như vậy là tốt rồi. Bây giờ mình nói một câu gì đó tình cảm lãng mạn, thuyết phục nhau đi. Thôi em hát để anh. Được vậy đi. Anh yêu em nhiều lắm và anh sẽ nói cho em nghe là chết. Chết. Làm lại chứ. Hèn chi ổng ế tới ngàn hai đúng rồi đó. Là hai, ba, bắt đầu. Dạ. Chưa, để em nhắm lại cái đường. Rồi nhắm đi. À, rồi. Anh yêu em nhiều lắm và anh đã nói cho em nghe là bao yêu thương say đắm không như gió bay ngang qua. Đưa đôi tay anh ngắm hay cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm, hay đặt bờ môi lên bờ môi để đôi mi ngắm. Người yêu ơi. Nói câu gì đi em, nói câu nói sao nhanh lên, cơ hội cuối cùng nè, 20 giây. À, anh sẽ hứa thực hiện những gì em mong muốn. Muốn cái nắm tay ra đi. Dạ, cố gắng nặng hết mụn. Câu này dễ thương nè. Đây, nút bấm đây. Rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay không. 1 2 3. Ở dưới chỉ đạo lớn ghê ha. Hết thời gian. Ủa? Ủa gì? Có bóng mà. Có không? Có rồi kìa. Giật mình hả? Trời dễ thương quá. Bấm mà là ủa. Bẻ ngón tay hoài, nắm tay người ta đi. Thấy sao? Thấy có điện nó giật giật. Hùng gái, Hùng gái đi. Em tên là Đinh Thị Hoàng Yến, năm nay em 27 tuổi, em là giáo viên trường mầm non ạ. Quê em ở Bình Dương ạ. Bình Dương, bây giờ mình đang dạy ở đâu? Dạ em dạy ở Bình Dương luôn ạ. Rồi mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Mình tên là Lưu Hoàng Mẫn, năm nay 37 tuổi, mình quê ở Bến Tre, hiện tại đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương. Công việc của mình hiện tại là nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm trong công ty chế biến thực phẩm ăn liền. Rồi, hai bạn cùng ở Bình Dương thuận tiện rồi ha. Dạ. Bây giờ thì em nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của Mẫn nào. Dạ, ưu điểm là hiền lành và trung thực, vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm là hơi nhát, hơi ngại giao tiếp. Thỉnh thoảng là hơi suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ vu vơ là suy nghĩ chuyện gì em? Dạ, thí dụ như mình đi ra đường hoặc mình đâu mình thấy có những cái gì mà nó không phù hợp hoặc là nó bất công đó. Thì mình muốn có ai đó là phải xử lý giùm. Em gái, khuyết điểm của mình. Em sống là trách nhiệm. Khuyết điểm của em là em thiêu thừa may giá. Em ít lắm, em không biết ạ. Tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được 4 mối tình và vài mối tình lẻ. Rồi cái mối tình gần đây nhất chia tay bao lâu rồi? Dạ mối tình gần đây nhất là em chia tay tới bây giờ là được 5 tháng rồi. Mới tình... 5 tháng quên lẻ vậy em? Dạ. Mối tình đó quen nhau bao nhiêu năm mà? Dạ, chia tay 5 tháng? Quen nhau được 3 tháng ạ. Trời ơi, 4 mối tình mà có một số mối tình đơn lẻ chắc cả khoảng chục ha. Vậy là có kinh nghiệm em trong yêu yêu rồi đúng không em? Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là chia tay cũng được 3 năm rồi. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người em muốn tìm đó là người của gia đình. Việc gì của phụ nữ làm được là người đàn ông làm được. Dạ. Hỏi anh bên kia, em hỏi ảnh coi anh có bị rượu thuốc lá. Dạ anh có bị rượu thuốc lá gì không anh? Không em ơi, anh thì không có hút thuốc. Rượu thì bia thì uống ít chừng mực thôi chứ không có quá. Vậy việc nhà anh có thể làm được không? Anh cũng làm được sơ sơ, nói chung là cơ bản là làm được. Nấu ăn anh nấu được không? Cũng biết được chút ít, nấu ăn được em ơi. Có con rồi, anh có thể chăm sóc con được không? Bây giờ anh chưa biết nhưng mà sau này chắc học sẽ biết được. Thôi vậy em giao anh hết luôn đi, anh lo được hết luôn á. Tức là người đàn ông phải làm bất kỳ điều gì của người phụ nữ làm được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Chỉ có đẻ là không được thôi. Dạ đúng rồi. Rồi bạn trai thì mình tìm mẫu người bạn gái như thế nào em? Em tìm mẫu người bạn gái là cũng hòa đồng, vui vẻ và sống trung thủy.
xinh dễ thương là được. Dạ. Siêu ốm không anh? Đừng ốm quá, cân đối là được. Đừng cân đối được. À. Vậy siêu dày được không? Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Ngủ nướng nhiều hay là ăn quà giặt quá? Ngủ nướng nhiều kệ người ta, nhiều khi người ta mệt ta ngủ nướng kệ người ta. Ta thích ta ăn quà giặt thì cũng kệ người ta, có gì đâu không thích. Ngủ ngủ ít thôi anh, tức là ăn quà giặt mà ăn từ cơm luôn á. Tức mà ăn ít ít thì không sao. Dạ. Hai cái không thích lạ quá. Cái này phụ nữ hay dính lắm nha. Ăn giặt ngủ nướng. Thôi được rồi, em coi coi đàn gái sao. Dạ chào. Ồ, anh chào à. Em gái. Dạ. Em có ngủ nướng không? Dạ không à. Có ăn vặt không? Dạ cũng có thỉnh thoảng à. Anh bên đây anh cần chăm sóc cho nó mập mạp chút xíu, anh cũng hơi ốm. Dạ. Ừ. Tại đây chăm sóc trẻ mà. Anh thích người ốm không? Nếu mập rồi ốm không sao hết à. Ừ. Không thích nhất người đàn ông là gì? Dạ là gia trưởng à. Anh này có gia trưởng. Anh không có gia trưởng em ơi. Không nổi đâu, anh cũng hiền hậu lắm. Dạ. Hả? Anh có tính đàn bà không anh? Tính đàn bà không? Không không, anh bình thường. Tính đàn bà đàn ông là tính toán được chi ly được chi. Nào có cầm ràm, anh cầm rãi không phán à. Có tính đàn bà không? Dạ không. Có đàn bà không? Dạ không. Anh thấy được rồi đó. Nhưng mà bây giờ em làm dâu được không cứ? Dạ được, anh sẽ cố gắng à. Sẽ cố gắng đúng không? Dạ. Rồi. Dạ, dạ chào anh. Thường dạ. Thường ta nói ốm yếu, anh ốm anh có yếu không? Dạ không, em không yếu, ốm mà khỏe. Sao biết không yếu? Em chơi được nhiều môn thể thao. Môn gì anh? Bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông thì em chơi được hết à. Đâu anh hít đất thử em 10 cái thôi. Sâu dữ ha. Rồi được rồi anh. Khuyến mãi được luôn rồi, được rồi. Hơi thở ổn định nha. Dạ. Quê mình ở Bến Tre. Dạ. À, mình định là lập nghiệp Bình Dương luôn hay là sau này mình định về quê? Em làm ở Bình Dương, chắc sau này cũng lập nghiệp ở Bình Dương. Lập nghiệp Bình Dương luôn. Và ba mẹ mình còn dưới quê hả? Dạ. Lý do tại sao mà trước giờ anh chưa tìm được người yêu, anh có biết không? Có nghiên cứu không? Do một phần chắc mình cũng hơi kén tí. Kén. Em không thích người phụ nữ mà trang điểm quá mức, hơi lè lẹt xíu thôi. Dạ. Bình thường là được. À, vậy là tốt quá rồi. Một người mà dạ. Ông ốm nhưng không hề yếu nha. Hôm nay trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với bác. Chào cô Quỳnh Linh, chào cô Cát Tường. Dạ. Thấy cháu gái này cũng dễ thương. Dạ. Nếu là nhà giáo thì chắc cũng biết lễ phép hiền hậu. Dạ. Dạ. Cô có yêu cầu gì, có tiêu chuẩn gì con dâu tương lai không cô? Dâu thì phải biết thương yêu cha mẹ. Cha mẹ nào cũng vậy, cũng phải thương yêu. Dạ. Lễ phép kính trọng. Bác có ý kiến gì không bác? Cháu tôi nó hiền lắm. Dạ. Nó hiền nó mới ở tới với lớn mới lấy vợ. Chứ không thôi nó cũng nhiều cô lắm mà. Dạ, nhiều cảm ơn. Cô muốn lắm. Dạ cảm ơn. Dạ, cảm bác. Cảm ơn bác. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ em à. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và chào quý khán giả. Em tên là Trần Thị Sương, là mẹ của bé Đinh Thị Hoàng Yến. Dạ. Cũng hay xem gia đình bạn muốn hẹn hò không? Dạ có. Em rất ngưỡng mộ anh Quyền Linh á. Dạ. Cô xét sao với chàng rể tương lai bên đó? Bạn trai của Yến thì cũng hiền. Dạ. Nói chuyện thì cũng nhỏ nhặn đàng hoàng. Sau này hai đứa nó tìm hiểu ra sao mình chưa biết, nhưng mình cũng rất mong là bạn trai nó, nếu mà sau này hai đứa kết hôn thì biết san sẻ việc nhà với vợ, gánh vác cùng vợ trong cuộc sống, đừng phân biệt là chuyện của vợ hoặc của chồng. Dạ cảm ơn. Dạ. Cô. Thôi, như vậy là các bạn được thuận lợi, hai bên gia đình cũng đã có những chia sẻ rất tốt rồi. Mình sẽ gặp nhau trong vòng vài phút các bạn nha. Mở rào. Mời bạn. Cảm ơn quà tặng em. Dạ cảm ơn anh nhiều. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Anh thấy em có siêu mỏng quá không? Không, anh thấy em cũng vừa. Dạ, dạ. Hai người về tẩm bổ cho nhau là vừa rồi. Dạ. Nó món ngon cho nhau ăn mập mấy hồi. Dạ. Ví dụ như những lúc mà em mệt mỏi quá, em không thể nào làm được, anh có thể làm giúp em tất cả mọi thứ trong gia đình được không? Được, em có nói là ok anh. Kể cả giặt đồ nữa hả? Thì giặt đồ anh cũng biết giặt mà. Hoặc là mình có máy giặt mình giặt luôn. Bây giờ giặt tay không được à? Thì được thôi, mà giờ điều kiện nó cũng phát triển rồi, mình có thể giặt bằng máy cũng được. Em nghĩ là giặt tay sẽ tốt hơn đó chứ. Thì sao cũng được. Thì anh muốn mình sẽ được gặp nhau trong một tuần mấy ngày. Nếu mà em rảnh được một tuần là hết luôn không? Anh hiện từng gắt rảnh được khoảng 2 ngày. Em làm các buổi tối và ngày chủ nhật. Anh cũng thường rảnh buổi tối nhiều hơn.
Ừ. Bạn trai có gì hỏi bạn gái đi, để bạn gái ngồi hoài vậy. Em thấy anh có vẻ hơi nhát đúng không? Nhát. Em có thích chơi thể thao không? Em thể thao là cũng thích. Đừng có hỏi em thích đá banh luôn nha. Hai bạn giao lưu văn nghệ đi. Cô giáo chắc là hát hay nè. Mình hỏi ảnh thử coi, ảnh rủ mình chơi thể thao, mình rủ anh văn nghệ đi. Vậy anh có biết hát bài gì không? Em hát, anh hát tặng em một bài hát đi. Người yêu ơi, bao đêm anh thầm mơ bóng em đến, cùng với những tiếng hát thiết tha âm nồng. Và đêm nay trên cao bao vì soi sáng đang chờ, anh thầm mong bóng em dừng chân. Người yêu ơi, trên cao bao vì soi sáng đang chờ. Bài giai điệu lạ đó, em lộn rồi. Dạ, đến với chương trình này em xin đọc bài thơ do chính em sáng tác và em sẽ đọc. Dạ, bài thơ của em có tựa là Đợi Người Mùa Thu. Đợi gì mùa thu em? Dạ, Đợi Người Mùa Thu. Dạ, hiện đại là giờ bộ lệ, bây giờ là mùa thu. Mùa thu đất trời rực rỡ, một đó mây hồng chớm nở, vườn yêu hương sắc chờ ai tới, khách lạ đi qua xin ghé vào, trời hồng riêng đôi ta, dưới lá vàng rơi có chiếc hôn nồng. Mùa thu này có anh nha. Em thấy trái tim mình có rung động chút xíu nào chưa? Rung mạnh quá trời. Rung mạnh hả? Thấy cô gái trước có thích không? Dạ. Thích không? Dạ có thích. Giống đúng ý em không? Ừ, cũng giống được 80-90% mà. 80-90% tốt rồi. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Để tay vào nút bấm đi bạn trai. Đây đây đây. Một lần nữa chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự trái tim mình đã rung động chưa. Chúng tôi không có quyền quyết định gì cả. Quyền quyết định bấm hay không bấm là do các bạn. Bấm là chúng ta trao duyên cho người đối diện. Chúng ta đang đối diện với bạn bè, ông bà, cha mẹ và hàng triệu khán giả xem. Chúng ta không thể dối con tim mình được nha các bạn nha. Quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng cho hai em. Được rồi đó. Nào, nắm tay đi. Nắm tay nhau nào. Nắm tay thấy sao? Ấm mát. Ấm mát hả? Rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng. Kỷ niệm ngày hôm nay. Đó, bác đồng ý rồi đó.